Một con tàu ra khơi mà không có hải đồ, nó có khả năng bị lạc hoặc va phải chướng ngại vật và bị chìm. Tương tự, doanh nghiệp không có kế hoạch chiến lược rất nguy hiểm. Các doanh nghiệp cần một kế hoạch chiến lược rõ ràng để tồn tại và phát triển. Kế hoạch này là kim chỉ nam giúp phân bổ nguồn lực, định hướng công ty và đạt được tầm nhìn. Tuy nhiên, lập kế hoạch chỉ là bước đầu, thực thi hiệu quả và giám sát liên tục mới là yếu tố quyết định của sự thành công. Với chatbot AI, các doanh nghiệp có thể thực hiện các cái bước hoạch định và thực thi chiến lược tối ưu. Thứ nhất là phân tích SWOT để bắt điểm yếu, cơ hội và đe dọa. Chatbot thu thập và phân tích dữ liệu từ nhiều nguồn, xác định điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và đe dọa của doanh nghiệp. Thứ hai là dựa trên dữ liệu, chatbot đề xuất các mục tiêu cụ thể, khả thi và phù hợp với tầm nhìn của doanh nghiệp. Thứ ba, chatbot gợi ý các hành động chiến lược dựa trên phân tích dữ liệu, giúp doanh nghiệp tối ưu hóa nguồn lực và giảm thiểu rủi ro. Thứ tư là thực thi và giám sát, chatbot hỗ trợ theo dõi tiến độ, đánh giá và điều chỉnh chiến lược khi cần thiết. Sử dụng chatbot AI, doanh nghiệp không chỉ lập kế hoạch dễ dàng mà còn thực thi hiệu quả, đảm bảo sự phát triển bền vững.